Sáng nay cập nhật tình hình ngày 26 tháng 8, tình hình chị Ni trên đất Mã, hầu tiền bất ngờ thầy thốt. Chiều ngày hôm qua, tính luôn cả ngày chị Ni bị bắt trên đất Mã thì cũng đã được 13 ngày. Và ngày 26 tháng 8 cũng là ngày sinh nhật của chị Ni. Trên trang cá nhân của vợ chồng Linh Tý Bích Trâm cũng gửi lời chúc mừng đến chị Ni, mừng sinh nhật của chị. Còn phía dưới là những lời chúc mừng gửi đến chị Ni. Trong khi đó, hôm qua, Bảo Xuyên, người em thân thiết của chị Ni ở bên Úc, cũng đã có một thông điệp gửi đến khán giả yêu quý chị Ni. Anh viết, Xuyên và gia đình sẽ thông báo đến mọi người. Hiện tại, thông tin trên mạng là không xác thực và cố ý chia rẽ. Hãy cùng gia đình Xuyên giữ im lặng và tinh thần thép. Và phía dưới bài viết của anh có rất nhiều bình luận. Hồng Loan thì viết, thương chế Xuyên. Trả lời Hồng Loan, chế Xuyên cảm ơn Loan và lực sư Ngọc rất nhiều. Đã bên cạnh và yêu thương đúng nghĩa trong mọi hoàn cảnh. Còn một số khán giả thì đã để lại bình luận. Hồng Loan, trong giai đoạn này, Loan nên im lặng nhé. Ai nói gì, làm gì thì kệ họ. Tập trung buôn bán, trong lòng hướng về chị Ni. Không có chị Ni bên cạnh, họ sẽ tấn công tới Loan đó. Giả điên, giả dại, chờ đến ngày đền tội của lũ quỷ kia. Có bạn nữ bên Malaysia còn nói là em Ni, chia sẻ nhiều, tưởng như thương Ni nhưng chỉ thấy không ổn tí nào. Chị tin Ni và xuyên. Tiếp tục, chị Ni dặn mốm im lặng Chế Xuyên cũng khuyên im lặng thì mọi người hiểu rồi ạ. À. Im lặng là dạng, mọi người sẽ chờ tin chính thức từ người trong cuộc. Thương chị Ni, thương Chế Xuyên, cho em gửi cái ôm đến hai người nha. Trương Bảo Xuyên, nếu yêu thương thật sự và biết đúng sai thì sẽ không gây ra những chuyện phiền thêm. Ồn ào, đồng nghĩa với việc phá hoại, đừng mang danh yêu thương ra mà gây thêm chuyện ồn. Nếu các bạn yêu thương chị Ni thì chỉ chờ thông tin chính thức từ Ni nha. Các bạn nếu những trang nào cảm thấy không có lợi cho chị Ni thì các bạn đừng chia sẻ, cũng miễn bàn tán. Chúng ta chỉ hướng tới chị Ni thôi. Lúc này im lặng là vàng, đồng ý với Trương Bảo Xuyên. Việc này rộng và khác nên không giống drama này nọ mà lên mạng ra vẻ. Mình chỉ tin mỗi Ni khi nào Ni chính thức lên tiếng là chuẩn nhất. Chúc Ni dạng giọng bình an, yên tâm. Động viên Ni cố gắng vượt qua xui xẻo này. Bên này không ai nghe đâu, chỉ nghe Hồng Loan vợ chồng Linh Tý, Nguyên Vũ, Má Tư Quốc Thanh và bên kia Bảo Xuyên, Ni, chị gái Ni thông tin thì mới nghe thôi. Bên đây tổ nghiệp đang quật từng đứa rồi nè, đời có dây có trả, lẹ lắm. Qua status của Trương Bảo Xuyên khuyên khán giả những ai thật sự yêu thương chị Ni hãy cố gắng giữ im lặng trong lúc này. Vì cho dù lúc này có lên phản biện lại hồ tiền và phía bên đối lập đi chăng nữa thì vẫn sẽ gây ra bất lợi cho chị Ni. Nếu như phan hâm mộ lo lắng cho chị Ni một, nhưng gia đình của chị Ni thì lo lắng đến 10. Dù gì đi nữa, họ vẫn mong chị Ni được bình an. Trong khi đó, Hồ Tuyền là nhân vật đã gây sóng gió nhất cõi mạng. Vào ngày hôm qua, đã thề thốt là mình không hề gài chị Ni. Mà chính người thân của chị Ni đã cung cấp giá máy bay cho cô ta. Cho nên, cô ta mới biết, và cụ thể Hồ Tuyền đã nói, kêu chị bằng em, nhưng mà em thấy chị là chị em xã hội thôi. Chị nghĩa khí lắm, Chị có biết cốt chuyện ở trong đây Nghe không Lôi ra đi rồi án thêm án Chị hiểu không Án sẽ thêm án Em sống ở đây 13 năm rồi Em nói cho chị nghe Em không có hại con ôm khét sắt Làm tội với em thì trời Phật hiển linh cho người ta Sống sao mà để cho anh em Người thân biết cái giá Người ta mới đưa cho em Là phải cái người bên cạnh dữ lắm Người ta mới đưa được cho em Chứ em làm cái gì mà hay được Nhìn lại đi sống sao mà để người ta tung cái vé máy bay. Có một thời gian, Tuyền đã đăng lại cái video nó vô nhà người ta ôm cái két sắt. Thì có những người anti fan vô hỏi rằng là Tuyền có bao nhiêu đó đăng lại hoài. Đăng rồi có bắt giữ chưa? Có bắt được người ta chưa? Có làm gì được người ta chưa? Nhưng mà bây giờ có câu trả lời rồi đó, ngày đó, tháng đó, tại phi trường, tại sân bay, đã bắt một tên tội phạm thì bây giờ đã xong rồi. Nhiệm vụ của Tuyền cũng đã xong rồi tuyền không phải là người báo công an luôn cũng không phải tuyền là người bắt luôn tại vì tuyền là người dân bình thường tuyền cũng không phải là người bị cướp mà cái anh bị cướp đã báo công an và công an đang thủ lý án thì mọi người nên chờ mình phải thượng tôn pháp luật khi nào mà có rõ ràng tình hình có án thiệt đàng hoàng tuyền mới lên tiếng được cho nên tuyền bây giờ hiện tại có hỏi tuyền tuyền cũng không biết giống như bạn nói vậy đó cho nên tuyền không có thể nào mà nói dốc bạn được hay là nói dốc mọi người được nhà cô chú anh chị như vậy cô ta nói rằng chị ni sống sao mà để cho người thân của mình ghét và tìm cách hại nhưng theo những gì có thể nhìn thấy trước đó cô ta đã nói chính tao và một số người hợp tác để phục mày tại sân bay thế nên do đó những lời nói mới đây của hồ tuyền là không đáng tin cậy cho đến hôm nay hồ tuyền vẫn giấu biệt thông tin của quỳnh nga từng là em út của chị ni trong ngày chị ni bị bắt hôm sau nhân vật quỳnh nga này đã cùng với hậu tiền livestream và nói về chiến tích của mình nhưng cho đến ngày 20 tháng 8 sau khi cô ta đăng lên gom đơn order 4 bún riêu thì ngày hôm sau cho đến hôm nay không thấy cô ta hoạt động ở trên mạng xã hội và có nguồn tin cô ta cũng đã bị mời lên đồn công an như vậy quỳnh nga là người ngu nhất khi đã bị gã người qua và hậu tiền lợi dụng cô ta hiện tại đang bị tạm giữ nếu đặt trường hợp sau này nếu như vụ án được giải quyết xong và chị Ni được trắng án. Còn Quỳnh Nga thì vẫn bị tạm giữ lại thì hầu tuyền và ông người qua kia có dám lấy tiền của mình để bảo lãnh cho cô này ra. Nhưng trước mắt cô ta đã là con tốt thí của gã người qua và hầu tuyền. Giờ đường đi nước bước của hai bên đều không hé lộ, kể cả phía hầu tuyền trong ngày Trương Bảo Xuyên khuyên những ai thân cận với chị Ni thì hãy giữ gìn sự im lặng và tinh thần thép thì phía bên Hồ Tiền cũng nói. Trường Bảo Xuyên nói phía đó im lặng thì phía bên mình cũng im lặng luôn. Ngu gì mà hé lộ tiếp thông tin. Do đó nhìn vẻ bề ngoài hiện từ ít học của Hồ Tiền. Chúng ta cũng đừng nên đánh giá cô ta quá thấp. Trong khi đó có một người chị đã phân tích về con người của chị Ni rất hay. Cụ thể chị ta đã nói. Con Ni em nói cho mọi người nghe. Nếu con bé này mà gặp chuyện chửi cha em. Tại sao em dám khẳng định con Ni không bao giờ gặp chuyện chỉ có ba yếu tố và em nhìn nhận vào con bé này thôi và em gặp con bé ni này, này cũng đúng ba lần thôi và tiếp chuyện với nó sơ qua cũng có ba lần nhưng em đánh giá được con người của nó đối với em em nói thẳng với mọi người không biết mọi người chơi bạn làm ăn giao tiếp như thế nào em không biết nhưng đối với cái con an viên này nếu em nhìn người đó qua cử chỉ lời nói ánh mắt nếu không được thì khen xeo ngay từ đầu còn cái chuyện mà bạn giàu bạn có đeo hột sòn bạn đi xe sang thì kệ mẹ bạn. Nhưng nếu mà tôi nhìn nhận ra ba điểm này, bạn không thích hợp với tôi thì khen xeo, vậy thôi. Và em nói thẳng với mọi người điều này, con bé Ni này nó có đầy đủ hết tất cả các yếu tố này. Cho nên em nói với mọi người chắc chắn nó không hề hấn gì. Bởi vì nó là một cái đứa đã từng giàu sinh ra tử và dám một mình đi đất khách quê người để sinh sống thì nó không phải là người đơn giản không chỉ chị khán giả này mến mộ chị Ni, mà có rất nhiều người vẫn đang mong chờ chị Ni được trắng án trở về. Và cho đến hôm nay, lòng tin đó vẫn là tuyệt đối. Bởi vì, phải có một con người có tấm lòng, thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp như chị Ni, thì mới có thể đứng vững trong câu chuyện drama nhiều sóng gió nhất tại Việt Nam. Và chị Ni mới dám bỏ ra số tiền lớn giúp đỡ cho Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trên đời này, tìm một người như cô là vô cùng hiếm.